Xin chào cả nhà ha, chúc cả nhà có một buổi tối tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Thì giờ này Ngọc Tâm sẽ chuẩn bị khui cái hộp, sẽ quay cho cả nhà mình xem cái hộp. Nãy giờ đang chuẩn đây đó, cái hộp. Hộp này là hộp sâm Canada nha, hộp sâm Canada thương hiệu CNGC, cái nguồn nguyên liệu là từ Canada. Sản phẩm được xây 100% nông sản khô Canada. Bên kho Robby là đóng gói rất là chắc chắn và kỹ lưỡng nha. Và giờ này mình sẽ khui ra cho cả nhà mình xem. Thì mình là người thật việc thật, mình bán sản phẩm thì mình phải sử dụng sản phẩm để mà mình trải nghiệm, mình biết cái mức độ cải thiện của sản phẩm đối với sức khỏe của mỗi người như thế nào, đặc biệt là từng cơ địa khác nhau, rồi mình mới đưa đến tay khách hàng sử dụng ha. Đây là một điều rất là quan trọng, mình phải trải nghiệm được. Phía trên đưa mình coi thử nè, phía trên có cái đơn hàng giao hàng đặt hàng là giá 660.000, xếp hai hộp rất là kỹ nha. Có cái hộp thì có cái túi sách nhìn rất là sang trọng, nhỏ gọn nhưng mà chắc chắn sang trọng. Đây, đây túi sách luôn. Mình quay xa ra chút xíu. Thì hôm nay mình mua mình sử dụng, nhưng mà bên kho cũng vẫn đóng kỹ lưỡng y như những khách hàng khác. Đây là có cái túi mà chống sốc luôn nha. Bên ngoài là có ghi hàng dễ vỡ luôn. Nè, có cái túi chống sốc này. Đó, nhìn rất là hay ha. Đấy, bảo đảm mình đi hàng tỉnh rồi vẫn được. Lâu nay Tâm cũng gửi rất là nhiều đi hàng tỉnh nha, nhưng mà chưa có cái phản hồi nào gọi là khách phàn nàn hay là gì chất lượng sản phẩm hoặc là đóng quy trình đóng gói đó. Bây giờ mình sẽ quay cái hộp cho cả nhà mình xem. Thì hôm trước là Tâm bị ho rất là nhiều, nhưng mà cũng nhờ vào sản phẩm này thì Tâm cũng đỡ ho. Thì Tâm có quay cái video là về cây thuốc nam, cây thuốc dòi ở miền Tây á đó. Cả nhà ai có theo dõi video thì hãy xem cái đó, thì mình trị bằng thuốc nam vẫn được nha. Thì công dụng của sâm Canada này á là hỗ trợ tim mạch, tiểu đường, huyết áp hoặc là chuột rút, hỗ trợ tăng cường về thể trạng, tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng đó. Để mình kéo nó ra đây, nó có cái dây rất là kỹ lưỡng này, nó niêm yết lại luôn này ha, nè niêm yết lại luôn rất là kỹ lưỡng nha. Khi mình muốn nói là mình lột cái tem này ra rồi mình rút ra, rồi hỗ trợ là chống lão hóa da, sáng da, hồng mặt, đen tóc, hỗ trợ ngủ ngon, chống mệt mỏi, tập trung, cải thiện trí nhớ và chống stress đó, hỗ trợ sức khỏe cho bệnh nhân ung thư, đặc biệt là hỗ trợ về sinh lý nam nữ, kéo dài tuổi thanh xuân đó. Nó có rất là nhiều cái đặc trị vi diệu ha. Nè đó, nhìn hộp rồi nhãn mát rất là đẹp nha. Mình quay chi tiết luôn. Đây, sâm Canada có giới thiệu về sâm luôn nè. Nó có để là hỗ trợ tim mạch rồi luôn đó, như hồi nãy Tâm mới giới thiệu với cả nhà mình á. Cái hộp nhìn rất là cứng cáp nha. Đây đó, hai hũ, hai hũ bột này. Đó, thì tùy theo cơ địa mỗi người, theo mình bán lâu nay và khách hàng phản hồi á, thì tùy theo cơ địa thích nghi được nóng hoặc là mát thì mình sẽ có cái liều lượng dùng khác nhau. Và sâm uống ngủ rất là ngon, cho nên theo mình thì mình nên sử dụng vào buổi tối để ban ngày mình còn làm việc. Hoặc là nếu mà những người mà cơ địa chưa thích nghi với sâm á, thì mình nên uống với cái trọng lượng 1 gram thôi, 1 gram dần dần rồi mình tăng lên. Đây, nhìn cái hộp nó rất là chắc chắn nha. Đó, lâu nay mình chụp nhưng mà mình cũng ít có quay, thì bây giờ mình quay rõ luôn cho cả nhà mình xem đó. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều, chúc cả nhà có một buổi tối an lành ha. Quý khách hàng nào muốn đặt sâm thì hãy liên hệ theo số điện thoại là 0937 203 699 hoặc là số 0909 250 269.
thì sẽ có nhân viên tư vấn cho mình tùy theo cơ địa và thể trạng từng người, cũng như là tùy theo độ tuổi nha. Hoặc là giúp cho bé còi xương, kém ăn, để hỗ trợ có bữa ăn ngon thì coi như là mình sẽ trộn chung với bột hoặc là với cơm vào một lượng nhỏ cho bé ăn, thì như vậy là cũng sẽ rất là hữu ích nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha.